Dạ đang xin chào cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh đang nha. Hôm nay là đi chợ thứ năm 4 tháng 8 chú anh chị. Hôm nay đi cập nhật giá cả của chợ Bình Điền ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ xin mời cô chú anh chị mình đi theo chân Tân đi vô chợ Bình Điền để cập nhật giá hải sản ngày hôm nay nha. Hôm nay chợ cũng khá là vắng luôn. Giờ này mà bạn hàng đi thưa thớt quá. Cá muốn cái rưỡi bữa nay 208 cô chú anh chị. Rồi bữa nay còn cá muốn nghệ bự mười mấy ký hả? Không có sẵn luôn à? Như vậy. Ngồi lấy người khác đẹp đẹp đi, tự nhiên lấy cá thấy gốm thì má. Cá muốn lớn mười mấy 20 ký cũng 208 luôn nha cô chú anh chị. Lâu rồi thỏm gà không có bán cá hú lớn, cá tầm lúc gà còn có 230 nè, tầm này hạ giá tầm Beluga của Việt Nam nè, cá mú bự nè. Còn cái này là gì, mấy người mà hay mua cá tầm 10, 12, 14 ký là vừa luôn. Để khô luôn. Cá lăn 4 kg có. Bác con cá lăn 4 kg luôn. Quá trời cá lăn 4 kg giúp nè. Cá lăn 4 kg nữa. Chép giòn không gà tới 140.000 rồi chú anh chị. Cái chép này không ngày biết bao lâu không có mua nên không biết giá, không báo có chị kia có 120 à. Cái này lên quá xá lên và bữa đi ăn bánh nấu đám cưới mà ăn cá chép giòn à. Nên lên mai về báo lên đó. Mấy nay mực này ăn vô đồ ngon quá trời. Mực lá lúc gà 28 coi chứ gì, lá câu lá cua. Lá giờ nó mới vô. Nguyên thùng một nang. Nói con 7 lá, 7 cái lá sò con 7. Giờ con 7 ký đi mua đồ. Phải dẫn sớm có mực ngon, thì mực sống bả chừa. Còn hôm này Tân cũng điện trước, tại mấy mực này nó cũng hên xui lắm, có lúc mà trời bão á. Mình không dặn trước không có thôi chứ anh chị. Gà rẻ là mua đồ cúng đi. À. Vốn 197.000 vốn cá đó. Đâu biết. 200.000 cá bóp nhỏ. Của ai quy? Chim này nó rẻ vậy? 130 nó rẻ theo à. Xuống vậy. Mấy ký hả? Rồi, 3 ký, 3 ký 6 đâu. Gà có cá mối xanh lại nè. Hàng hiếm, hàng hiếm. Đó. Nay đồ giấc mày chưa có về chưa nhỉ? Đi sớm quá giờ này chưa có đồ về nữa nè. Cái bóp bữa nay 200.000, cái bóp nhỏ rồi chú anh chị. Má này tính nhiều hả? 70 nhiêu anh? Gia cũ hả? Này hay có khoai ngon, có khoai rẻ không? 135. 135 hả? Cái gà khoai gà có rẻ rồi chú anh chị. Mà nó không có được bự không nha. 135.000. Cũng được, cá này cũng bự hơn hổm rồi, hổm mắc bữa nay cũng rẻ. Hả? Ừ, cá này bữa nay rẻ rồi đó. Hôm qua không có, bữa nay thấy có nè. Gà có thấy có thường không? Gà vô thường không? Vô thường hả? Hôm qua không có. Không có cái ảo bự. Cá nục bông luôn.
cái nục bông nước tươi nhỏ bông ngon. Cá này nó mắc hơn cá đông lạnh nữa, cá tươi nè. Cái gạo thì có nè. Bữa nay không có cá lớn lên hả? Cái máy có 2,5 kg không? 2,5 kg có không? Mò em ơi. Giờ không có cá sống nữa, dặn mua cái ngọt mà không có, mua lại cá sống nữa, cái 2 con. Hả? Qua nó 3 cái máy luôn. Ừ, qua 3 cái máy, bữa nay nhỏ. Cá nhỏ này bữa nay 190 thôi chứ anh chị. Cá lớn qua 200 không? Cá nhỏ này 2 ký 2. Gần 3 cá lớn không có nên lấy đại. Xui này vô gì đâu không vậy? Đây. Này không có mực lớn luôn. Nay có lá 3 con à. Lá sống đẹp luôn cô chú anh chị. Vì không có lấy đại chứ sao giờ không lá sao. Lá lựa bự nhất cho con đi 7 thôi. Nè lá này 3-4 lạng. Đó. Đẹp nè, miner luôn cô chú anh chị. Anh Sáu bữa nay cũng không có lá lớn, anh Sáu lấy đỡ anh Sáu rồi. Nó đẹp rồi mà, minor thôi mà. Vậy rồi, không có rồi, cái mực đó là tính giá nhiều. Vậy thì nhìn vậy rồi tính nhiều. Này có lá nhỏ nữa, ngon. 27 ngàn luôn hả? Này cũng lau ngon quá. Lấy đại đi 7 ơi. Đẹp được rồi, lớn. Mai về mực nang không vậy đó hả? Vô quay luôn cá bóp 22 kg rồi. Trời ơi. Cá bóp thiên nhiên khổng lồ luôn. Bóp câu nè cô chú anh chị. Đi lên chung với mực nè. Nó cá bóp nhỏ, bóp 4-5 kg. Mực nang nhiều quá trời luôn. Mực lá không có, mà bữa kiếm mực nang không có. Hàng cà 160-170 của anh chị. Bự nè, lớn nè. Lớn thì lấy 170. Này chỗ này lớn đó hả? Rồi, rồi đặng cái loài đó. Sò đó. Để em lưỡi. Sò đó. Làm cho 4 kg vậy. Rồi. Làm 4 kg, 4 kg. Này đẹp quá hả? Rồi. Này xịn luôn á. Sống, sống biết luôn. Cái này 170 à. Đậm luôn. Cả này là nướng ăn mới đã nè. Này nướng rồi chú anh chị. Đúng rồi. Nè. Hàng đang đang cái này chết luôn. Đen này chỉ mà quán rồi, tới bây giờ bán lẻ rồi tao bán. Mấy chuyện hàng đen đen bên đó đó, chuyện là quán rồi là như bán lẻ rồi đó. Giá mềm mềm rồi tao dễ bán. Ừ. Quán còn hàng trắng này nói chung mình mua trên kênh mà mua thấy cho nó ngon xíu uy tín xíu để lấy cái hàng mấy hàng đen đen nó thua hàng giờ lần ta chạy luôn. Có bữa 175, bữa nay 170, bữa nay rẻ được 5 ngàn của chú anh chị. Một da sò vậy là bán nhiêu? 135 hả? Rẻ. Vừa này 25. Sò 135. Này đẹp ghê luôn, đánh quắn lại luôn. Miner không? Cái này vậy nhúng lẩu rồi, chỉ nhúng vừa tới thôi, nhúng quá là nó dai. Nên không có giòn như con này. Tôi chú anh chị ăn phải phân biệt được, có 2 da, có 1 da rồi nè. Một da này mình mua thì nói chung là nó rẻ tiền nhưng mà nó không có giòn bằng con kia nha cô chú anh chị. Đó.
một da thì nó cái da nó đậm hơn con này. Con này da mỏng hơn con kia da dày hơn. Hả? Lát chung à? Lát bự bự. Ừ, lát. Lát lớn này nhiều ạ. Đây lớn lớn nữa đi. Nhiều nói nhiều. 60. 60 cái này rẻ. Nát lát rẻ quá coi chứ gì, 600 ngàn à. Đoạn này có lúc 7-80 phải không? Có khi 90 luôn nữa mà. Lát luôn, nay lát lai chứ nó rẻ rồi. Ống này có 25-30 ngàn thôi chú anh chị, tùy theo size lớn nhỏ 15 ngàn cũng có luôn. Ừ, gà rẻ chứ anh? Mắc lại hả? 325-325. Mắc hơn có 5 ngàn chứ nhiêu. Mỗi bữa cái này 140 đúng không? Lùi lớn nhất 140 bữa nay mà hơn 145 ngàn. 130. 125-121 tới 5 loại luôn các chú anh chị, tất cả các cái loại cá tôm mực đều tới 5-6 giá vậy đó chứ không phải là một giá nha. Tôm mực, ốc, sò, hến gì cũng vậy chứ tới 5-6 giá, người ta lựa ra 5-6 loại lớn nhỏ người ta bán gì đó. Mày bán mực nữa trời, cái này cá hồi ngon quá, cá hồi phi lê. Hộp phi lê, hộp phi lê này hình như hổm mua 270 hay gì, 260 hay 270. Nửa miếng này, miếng này là 1 kg mấy kia chú anh chị, ký 6, ký 8. Hôm nay trong thấy về cá nâu quá trời. Cá bông lau quá, vào lâu lâu lên bữa. Em lên hoài đó. Cho bữa nay ngưng. Nay mua 2 con ngưng. Cá này cá nguội hôm qua nên đâu có mua, mua cá sống cho cái cô kia luôn. Dặn cá mới ngợp, cá này cá nguội thôi. Gà tao thấy có cái đầu cá lóc, có chuyện gì? Có mua mình hỏi lúc gà nó có đầu cá lóc luôn. Cá lóc quá trời luôn. Đầu nguyên khúc. Rồi, có trứng cá lóc nuôi của chú anh chị. Nè, trứng này cá nuôi nha. Ăn này béo cực kỳ luôn á. Trứng này bán 200 mấy rồi nè, cô chú anh chị. Nè, hổm có nhiều người hỏi lắm á, nhưng mà bây giờ mới thấy nè. Này hôm qua còn. Trứng này cá nuôi cô chú anh chị, nó có lớp mỡ chứ không phải trứng cá đồng nha. Ông này bữa nay dẫn cái gì mà tôm, bữa nay không có tôm càng ngu trời. Nay không có tôm càng ngu sao kỳ vậy? Nay sao không có tôm càng ngu 4-5 con kỳ vậy? Nó sớm mà, nay lên ít hả? Nay 12 con nhiêu ạ? Con rưỡi hả? Nay bằng giá hôm qua hả? Bằng giá hôm qua hả? Gà bữa nay 10 con thì giá nhiêu? 28 ngàn hả? Lát giờ mấy ký 10-12 anh? Lát giờ 4-5-7 ký 12 rồi. Lát làm cả chút xíu còn em xuống lấy nha. Này hả? Lát có anh em xuống lấy gồng 7 ký rồi. Cô kia giận gà ngu cũng có. Lòng rồng, lòng rồng. Ủa nha nha. Qua bác gì không? Qua bác gì không? Có chơi vàng ruộng không em? Trắng không hả? Chơi trắng chiên giòn, chơi trắng đồng của chú anh chị. Về làm mắm me rồi cũng được. Cái anh kia anh dặn cái chơi vàng đồng, cái chơi Cà Mau không có. Về nghỉ nhỉ. Ghẹ anh. Ghẹ lớn ghẹ, ghẹ nhất không? 150, 150. Gà giá này hoài sao nó không xuống vậy ta? Không có đồ. Gà nhất bây giờ nó đi bữa nay có xài đó đâu? Cái gì vậy? Bán hàng gì mà chị? Trời ơi, hàng hiếm hả?
đồ hiếm, đồ hiếm. Ghi rồi. Ghi rồi. Này nhìn mắt không anh? Hả? Nhìn mắt không? Rẻ. Mấy trăm? 2,5. 2,5 không rẻ hả ta? Hàng hiếm mà nó lâu lâu mới lên nè. Má bữa giờ bán ngắn con không, bữa nay bán ngắn mẹ rồi. Trời. Rồi ngắn ghi rồi. Hàng này lâu lâu mới có. Ghi rồi, rồi, ghi rồi. Sống luôn, sống. Gắn ghi rồi. Gắn bông súng nhỏ 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 không nè. Hàng Cà Mau lên hả? Hàng miên vậy? Miên. Miên vậy. Miên vậy ghẻ. Thôi đó. Đâu gì đâu, nhỏ xíu mà anh nè. Mày quá, ngoài này quá. Đâu ngoại hả, chứ này nhỏ xíu mà này à. Anh em mà đâu bớt không bớt anh mạnh không ba ba năm sau chồng sao chồng mấy tại giờ nó đi quán nó mở rồi mỗi hết gì chín mười tám mười chắc mà không chắc bao ăn trứng mà. Rẻ này mà 2 năm trước nó trúng rẻ, rẻ quá trời, mấy năm nay rẻ mắc quá trời quá. 2 năm trước thì nó có 300 mấy, 400 ngàn. 300 luôn, thì 280 luôn, rẻ 2-3 con, bành không. Giờ là hốt rồi. Giờ không có rẻ, mấy năm nay ít rẻ. Lát giờ mấy ký à, có không? Lát lựa mấy ký ngon à. Rồi rồi. Mấy con em. Rồi ốc gì, ốc đông lạnh không vậy? Rồi anh Bảy dài ốc rẻ cho anh Bảy thổi này mắc không Bảy thổi này rẻ luôn nè, thổi mập nó nhiều, mập là 2,5. Ốc bữa nay chợ có ốc nhiều à, mà bữa nay không có thì gì ta lụa. Lụa chắc 25 ngàn quá. Bán cho 2 ký móng tay à bà chủ? Có đâu. Không có luôn hả? Kỳ vậy. Cái cầu này mắc không? Chị. Cái cầu nuôi mà. Ốc quá trời nhiều luôn. Càng rẻ thì ba thiên. Càng rẻ nó nhiều giá, nhiều loại lắm nghe cô chú anh chị. Nhiều người hỏi càng rẻ nhiều ký tăng cũng không biết được nói nhiều nữa. Mình nói từ khoảng 250 cho tới 400 mấy mà nhiều loại lắm. Càng rẻ dĩa rồi càng gió rồi càng xanh, càng rẻ đá. Mình lùm la chứ nhiều lắm. Không biết kể hết nữa, chứ là mình cũng không có gành càng có càng rẻ bông. Có nhiều giá, nhiều loại lắm, nhiều người thích càng này, người thích càng kia. Có con cá rúng ngon quá xá nữa cô chú anh chị. Hàng này cũng là thuộc hàng hiếm nha, lâu lâu nó mới vô lần, nhưng không có vô hoài nha. Cá ngon quá trời, không có chày miếng nào luôn. Đó. Cá này 160-170 gì quá, hàng này nó lâu lâu mới có vô. Không có vô thường đâu. Cá mình cắt rồi chưa bạn, để đâu à bạn? Đây là rồi luôn, lấy luôn, trả tiền lấy luôn. Cá lạc ngon quá. Ủa, cá lạc vàng ngon quá trời ngon luôn. Cá này nếu mà ngon thì khoảng 100 mốt, nếu mà dễ dở thì 70-80. Dở là cô chú anh chị biết sao không, dở nó ấy một bữa hai bữa thì muối lại nó bị bay màu đi rồi đó, nó bị không còn ngon nữa. Cái đục ngon quá. Cái đục này, cái đục sông là nó mất. Cái đục sông là cô chú anh chị mình đi chợ á, phân biệt cách đục sông, đục biển ha. Cái bụng đục sông với lại cái thịt nó cứng hơn cái đục biển cô chú anh chị. Mà cái đục sông nó lại mắc hơn cái đục biển nha.
đục xong rồi dạng nó cũng ở nước lợi chứ không phải là đục nước ngọt mình đâu nha. Nè 300.000 hả? Không có tôm nữa. Không có tôm. Không có tôm đâu mà nhận. Cái gì vậy? Được lỡ không? Cái này cũng có 25 nữa mà. Anh đi vô ra rồi ta. Vào nó vào hết rồi nè. Rồi anh từ đây ra đi hết. 25 con cái này nó 300 ngàn cái này. Quá đá luôn ha. Ừ quá đá luôn. Rồi hôm nay thì Tân quay đến đây kết thúc clip nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào có ăn thì cứ nhắn tin vô số điện thoại của Tân nha. Nhiều khi cô chú anh chị mình gọi lúc Tân ngủ, tại nhà có con nhỏ, Tân thường để im lặng để bé nó hay giật mình nó khóc, nên cô chú anh chị thông cảm nha. Nên Tân chỉ nhận tin nhắn là thấy là Tân trả lời và Tân mua cho cô chú anh chị mình. Rồi bây giờ Tân kết thúc clip nha cô chú anh chị.